Hello anh em nhé, trên tay mình là các cái đèn mắt quỷ. Thì đây là một cái loại đèn mà nó chưa có mạch điều khiển. Thì đặc điểm nhận dạng thì rất là đơn giản thôi. Anh em nhìn cái giắc cắm của nó này, thì nó chỉ có hai dây thôi, là dây đỏ và dây đen, là hai cái dây cấp điện âm và cấp điện dương. Đó, thường thì những cái đèn nào mà nó có tích hợp mạch điều khiển thì nó sẽ có 3 dây. Đó, thì là nó sẽ không bị khuyết cái chân ở đây, nó sẽ có thêm một cái dây nữa, có thể là màu trắng hoặc là màu cam, đó là cái dây tín hiệu điều khiển. Thì vì cái đèn này nó không có mạch điều khiển nên là để mà bật tắt được nó trên cái tay điều khiển này thì anh em sẽ cần phải sử dụng thêm một cái mạch điều khiển để bật tắt đèn như thế này. Đây là cái loại mạch điều khiển bật tắt đèn rất là nhỏ gọn. Cái mạch này thì nó sẽ điều khiển được hai hệ thống đèn nhé, là ví dụ mình gọi ở đây là một hệ thống đèn bên trái và một hệ thống đèn bên phải. Thì anh em nhìn thấy ở đây nó sẽ có bốn chân cắm này, hai cái chân cấp điện dương là nằm ở hai bên ngoài và hai chân cấp điện âm là nằm ở giữa. Cách sử dụng cái mạch này thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Ở trên cái mạch này thì nó sẽ có một cái giắc cắm để chúng ta cắm vào RX. Thì cái giắc cắm này nó sẽ có 3 dây. Dây màu đỏ là dây cấp điện dương, dây màu đen là dây cấp điện âm và dây trắng là dây tín hiệu điều khiển. Thì ví dụ như ở đây mình có cái tay điều khiển rồi và có RX sẵn ở đây. Mình sẽ cắm cái mạch điều khiển này vào kênh số 3 nhé. Và mình sẽ sử dụng cái kênh số 3 ở trên tay điều khiển là cái kênh này để điều khiển bật tắt đèn. Ở đây mình cũng chuẩn bị hai cái hệ thống đèn mắt quỷ. Mỗi cái đèn này là sẽ có hai bóng. Đó. Mỗi cái đèn này nó sẽ có hai bóng và đây là mình sẽ lấy hai cái loại hai cái màu khác nhau để anh em khi mà bật tắt thì anh em có thể dễ dàng nhận biết hơn. Bây giờ mình sẽ cắm đèn vào cái mạch điều khiển này. Anh em chú ý là cắm đúng cực nhé. Dây đỏ là dây cấp điện dương nên là mình sẽ cắm vào chân dương này. Thì dây đỏ nó sẽ nằm bên ngoài và dây đen là sẽ nằm ở giữa. Đó, khi mình cắm vào rồi là đèn nó sáng này. Chỉ có một bên sáng thôi. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái công tắc kia để mình bật tắt nhé. Đó, anh em thấy không nào? Bây giờ là tất cả các bóng đều sáng rồi. Và khi mỗi lần mình bấm vào cái kênh số 3 này nó sẽ thay đổi chế độ nhé. Đây là chế độ trước sáng dần. Đó, nó sẽ chớp này. Sau đó thì nháy chậm này, nháy nhanh này. Tối này, sau đó thì sáng rõ lên này, đó. Bây giờ đây là chế độ mình tắt đi này. Đây là bật một bên nhé. Đây là bật bên kia này, bên còn lại này. Đó, đây là bật cả hai bên này. Đó, chuyển chế độ chớp tắt này. Đó, anh em thấy không nào? Cái đèn mắt quỷ này thì nó sẽ có một cái đèn viền nhé. Đây là cái đèn cam trắng này, đây là đèn xanh trắng này. Thì muốn đây bây giờ mình sẽ tắt cái công tắc ở đây thì nó sẽ chỉ sáng đèn viền thôi. Đó. Nếu mà tắt công tắc thì nó chỉ sáng đèn viền thôi. Thì anh em có thể nhìn thấy nó giống như mắt con cú ấy, hay chúng ta cũng gọi là mắt quỷ. Đó. Đó, anh em thấy không nào? Đó, nhìn này thì nó dễ hơn, để đèn trong, đèn giữa thì nó sáng và nó chói. Đây là cái cách rất là đơn giản để chúng ta sử dụng hệ thống đèn. Nếu mà anh em muốn bật cả cái đèn giữa này lên thì anh em bật cái công tắc ở trên đèn nhé. Rất là sáng. Đèn này là đèn LED 5 mm nhé. Đèn LED này là 5 mm nhé. Còn cái đường kính bên ngoài nó sẽ to hơn. Mình nhớ không nhầm thì là khoảng 9 mm thì phải.